Không biết là cái video này sẽ lên trước hay là sau cái video mà mình chia sẻ với các bạn về hiệu năng của những dòng Intel Gen 12 mới. Nhưng mà đấy, mình có thể teaser một chút nếu các bạn chưa xem những video đó. Đây là Intel Gen 12 trên các mẫu laptop Ultrabook ấy. Nó khá là mạnh mẽ, mặc dù là lap nó vẫn mỏng nhẹ nha. Tuy nhiên, ở đây mình đang có một sản phẩm chạy chip Intel Gen 11. Và mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay, đây là với những cái sự gọi là cải tiến và những sự xuất hiện rất là mạnh mẽ đó của Intel Gen 12 thế hệ mới ấy, thì liệu những cái chiếc laptop chạy Intel Gen 11 như thế này nó đã bị gọi là thất sủng hay chưa? Hay là đâu đó chúng ta vẫn có thể sử dụng nó được? Thì đây, hãy để mình trải nghiệm lại, chia sẻ lại cho các bạn trong video ngày hôm nay. Huawei MateBook D15. Đầu tiên hãy nói về thiết kế của nó đi. Mình nghĩ là vẫn theo một cái tôn chỉ, đấy là cái gì đẹp rồi thì không cần thay đổi. Và cái chiếc laptop Huawei MateBook D15 này thì mình lại vẫn đánh giá là từ các thế hệ trước của nó ấy, đã có một cái thiết kế bên ngoài mình nghĩ là nó nằm ở ngưỡng rất đẹp. Chúng ta sẽ có thiết kế bên ngoài là full nhôm, sờ rất mát. Mở máy ra bên trong thì chúng ta sẽ có cái màn hình với 3 viền cực kỳ mỏng và đều nhau, phần cầm thì hơi dày một chút. Và có được điều này là do tất nhiên Huawei vẫn trang bị một cái camera, một cái webcam là được giấu ở giữa hai phím F6 và F7. Các bạn phải ấn vào đây để nó lộ lên. Thì tất nhiên là cái webcam này sẽ mang lại cho các bạn một cái góc nhìn là góc từ dưới cầm lên thì nó hơi xấu hơn một tí so với cả những cái góc nhìn thông thường. Nhưng mà dù sao thì nó cũng chỉ là một chiếc webcam để các bạn sử dụng trong video call hay là họp nhóm, vân vân và vân vân, thì đâu đó nó cũng không quá là ảnh hưởng tới trải nghiệm sử dụng của mình. Phía dưới đáy máy thì chúng ta vẫn sẽ có một cái dải cao su dài và hai cái phần chân đế để nâng máy lên, cũng như là những cái khe thoát nhiệt được cắt ở đây trông nó đều và nó kiểu nó đâu đó, như mình chia sẻ lại một lần nữa, nó rất là hợp với cái gu thẩm mỹ của mình. Màu bạc thì sáng loáng, trông rất là sạch sẽ. Nói về cổng kết nối thì chúng ta sẽ có hai cổng USB Type-A 2.0 cũng như là jack tai nghe 3.5 ở bên cạnh phải này. Trong khi đó ở cạnh trái chúng ta sẽ có một cổng HDMI này, một cổng USB Type-A 3.2 Gen 2, tức là tốc độ truyền dữ liệu của nó lên tới là 10 Gbps, và cùng với đó là một cổng USB Type-C hỗ trợ sạc ở 65W có đi kèm trong hộp. Nhưng mà cái cổng USB Type-C này hơi đáng tiếc là chúng ta sẽ không hỗ trợ DisplayPort để các bạn xuất hình ra ngoài. Nó vẫn có thể truyền file các thứ, nhưng mà đó, mình mong chờ rằng trong những cái phiên bản tiếp theo thì Huawei có thể là sẽ trang bị cái tính năng gọi là truyền dữ liệu hình ảnh qua cổng USB Type-C này. Chứ bây giờ mình dùng cái laptop này với màn ngoài ấy, có những chiếc màn mình đang dùng là nó có hỗ trợ cả sạc và cả truyền hình ảnh qua dây Type-C rồi, nhưng mình vẫn sẽ phải cắm cổng HDMI vào cái chiếc laptop này nó mới truyền được hình ảnh, thì nó hơi trớ trêu một tí. Về hệ thống bàn phím năm nay thì chúng ta vẫn sẽ có một cái layout nó gọi là rút gọn như vậy. Một số những điểm khá thích của mình như là cái phím mũi tên này làm dạng full size, lớp phủ của nó sẽ hơi nhám sần nhẹ cho nên là rất ít bị bám mồ hôi và dấu vân tay nha. Hành trình phím thì đủ sâu và cái độ nảy của nó thì cũng vừa phải. Các phím to bản khoảng cách thì cũng vừa phải, cho nên là để làm quen với cái bàn phím này rất nhanh. Phần trackpad thì to, phủ kính, hỗ trợ về Windows Precision, không phải là quá to vượt trội, và đặc biệt là so với một chiếc laptop màn hình khoảng 15,6 inch với cái phong viền to như thế này thì mình nghĩ Huawei hoàn toàn có thể trang bị một cái trackpad to hơn nữa để đâu đó là cạnh tranh với cả cái ông đấy, cái ông mà trackpad to bằng cả cái bàn phím ấy, kiểu như vậy. Nhưng mình thấy đây vẫn là một cái trackpad rất là lớn và cái trải nghiệm vuốt chạm của mình trên đây nó là ổn rồi. Nói kia về con chip đi, đấy chính là lý do mình mượn lại cái chiếc laptop này để trải nghiệm và làm video ngày hôm nay. Tất nhiên Intel Gen 12 vừa mới ra mắt mình có trải nghiệm rồi, nó có những cái hiệu năng mạnh hơn rất nhiều. Không phải là mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà nó là một cái sự cải tiến mà mình rất là ấn tượng ở trên những mẫu laptop mỏng nhẹ mà có thể là có hiệu năng nó tốt đến như vậy. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì không có nhiều mẫu Ultrabook có sử dụng con chip này để các bạn lựa chọn. Rồi bởi vì đây là một con chip mới cho nên là thường các nhà sản xuất khi họ tung ra những mẫu Ultrabook ấy, họ cũng sẽ lựa chọn những cái tùy chọn cấu hình nó hơi bị đắt tiền một chút. Ví dụ như là RAM DDR5 này, ví dụ như là SSD nó phải 512GB hay là 1TB, hay là phải có những cái màn OLED rồi màn độ sáng cao, màn nét này nọ, vân vân và vân vân. Do đó thì đầu tiên về mặt mức giá với phân khúc của chiếc Huawei MateBook D15 này, mình đánh giá lựa chọn Intel Gen 11 nó vẫn là một cái gì đó hợp lý hơn về mặt kinh tế, về mặt hiệu năng và giá thành ở thời điểm hiện tại cho các bạn. Ngoài ra, những con chip Intel Gen 12 mà có hậu tố là P để thay thế cho U, rồi có cả dòng H thì là dòng High Performance rồi, các bạn biết rồi đúng không? Thì mình thấy nó sẽ có cái mức TDP cũng như là có cái khả năng ăn điện và có cái nhiệt độ tỏa ra nó cao hơn một chút so với thế hệ trước. Tất nhiên là đi kèm với đó thì hiệu năng cao mình đã chia sẻ rồi. Trong khi đó Intel Gen 11, ví dụ như là con i5-1135G7 ở trên chiếc MateBook D15 này, nó sẽ có lợi thế hơn một chút về mặt là cái nhiệt độ tỏa ra thì nó không quá cao. Ngoài ra thì chính Huawei, mình đã chia sẻ với các bạn một lần rồi nha, là chính Huawei trên chiếc laptop này họ đã có tinh chỉnh cho con chip này để có một cái mức hiệu năng nó gọi là tiệm cận, nó ngang bằng với cả CPU Intel ở Tiger Lake H35. Và về lý mà nói thì đây là một cái con chip đủ tốt cho các tác vụ nhu cầu văn phòng nhẹ nhàng, làm việc từ A đến Á, hay thậm chí là các bạn có thể làm đến gần Z
như kiểu là công việc lập trình cơ bản. Khi mình sử dụng Excel thì những cái hàng toán đơn giản thì nó vẫn có thể giải quyết nhẹ nhàng, nhưng mà tất nhiên là khi mà các bạn sử dụng những cái hàng phức tạp trên một hệ thống bảng tính nó nhiều dòng thì nó sẽ hơi đuối một tí. Với Intel Iris Xe Graphics, cái con iGPU này tích hợp vào trong con chip thì mình đánh giá nó khá là mạnh. Nhưng mà nó vẫn chỉ hoạt động tốt nếu mà như các bạn là lựa chọn để chơi những tựa game eSports nhẹ nhàng này, quen thuộc như là Liên Minh Huyền Thoại, Valorant, hay là để làm những cái tác vụ đấy như kiểu là có thể các bạn Photoshop 2D nhẹ nhàng chẳng hạn thì nó vẫn giải quyết được tốt nhá. Nhưng các bạn chắc chắn là sẽ không thể ép nó chơi được những dòng game quá nặng và yêu cầu phần cứng quá là cao được. Thì ở cái yếu tố này, những cái con Intel Gen 12 mới ấy, mình thấy nó vẫn đâu đó nó có cải tiến, nhưng iGPU của nó dù có mạnh hơn đến mấy thì nó cũng chỉ là để đáp ứng cho những nhu cầu cơ bản của các bạn, nhưng mà nó mượt mà hơn so với Gen 11 thôi, chứ đâu phải là nó giúp các bạn chơi được game AAA, đúng không? Thì lại một lần nữa mình thấy đâu đó Intel Gen 11 nó không phải là một lựa chọn mạnh mẽ nhất, nhưng nó vẫn là một lựa chọn khá là an toàn và hợp lý vào thời điểm hiện tại. Rồi, đó là con chip. Còn cuối cùng là nói sơ qua một chút về cái sản phẩm này đi. Rồi, với MacBook M15 thì trang bị màn hình là IPS. Cái phiên bản này, như tên gọi của nó, 15 này, thì sẽ là 15,6 inch. Không quá khác biệt so với những dòng laptop phổ thông khác. Độ sáng màn hình của máy thì không quá là cao, khoảng 250 nits, cho nên là mình nghĩ các bạn dùng ở trong văn phòng cơ bản thì ok. Còn mang ra ngoài cà phê, mang ra ngoài nắng thì các bạn chú ý là phải có ô che hoặc là phải có những cái thiết bị gì đó hỗ trợ, chứ không là nắng gắt quá chắc chắn là không nhìn được rồi. Độ phủ màu của cái màn hình này thì cũng không quá tốt, nó chỉ khoảng 60% sRGB thôi. Tất nhiên là công nghệ IPS sẽ giúp cho chúng ta một cái góc nhìn rất là ổn, mình có thể nhìn rất là nhiều góc khác nhau mà màu sắc hay là chất lượng hình ảnh nó không bị suy giảm. Nhưng nói chung thì nó vẫn chỉ phù hợp với những nhu cầu giải trí hay là để các bạn làm những tác vụ không liên quan tới mặt hình ảnh quá nhiều nhá. Ví dụ như là các bạn làm graphic designer mà làm những cái ấn phẩm truyền thông lên social, ảnh của các bạn kiểu gì cũng sẽ được người dùng xem qua những cái màn hình khác, như kiểu là màn hình điện thoại, màn hình laptop nó không chuẩn màu thì nó ok đúng không? Nhưng mà nếu các bạn làm về in ấn hay là điện ảnh thì chúng ta cần một cái tấm màn nó chuẩn màu hơn. Yếu tố thứ tư, super device. Mình, cá nhân mình từng chia sẻ rất nhiều trên Relab, đấy là mình rất tiếc là hiện tại Huawei ở Việt Nam, cái mảng smartphone của họ không còn quá mạnh để mà chúng ta có thể tận dụng được cái hệ sinh thái Huawei. Giống như là ở Trung Quốc chúng ta có Harmony OS, có một cái chiếc điện thoại để làm một cái super device, nó kết nối với tất cả những sản phẩm IoT trong nhà này, kết nối với đồng hồ, kết nối với laptop, kết nối với cả màn hình, rất rất thông minh đúng không? Thì bây giờ ở thị trường quốc tế, trong đó có Việt Nam, Huawei đang có một cái cách tiếp cận khác, đó là những chiếc laptop như thế này, như là MacBook D15. Nó sẽ là siêu thiết bị để làm hệ thống trung chuyển, kết nối giữa nhiều những thiết bị khác nhau trong hệ sinh thái Huawei. Và như thường lệ thì khi các bạn sử dụng điện thoại Huawei hay là tablet Huawei ấy, chỉ cần kết nối vẫn đúng chiếc laptop này thì nó sẽ có thể là truyền nhận dữ liệu tức thì luôn. Hay là các bạn chạm cái điện thoại vào đây sẽ có Huawei Share này để các bạn có thể thậm chí là dùng điện thoại của các bạn nhưng là trên màn hình của laptop, các bạn điều khiển điện thoại bằng cái bàn phím và bằng cái trackpad của cái chiếc laptop này. Chỉ cần ở trong cùng hệ sinh thái thôi là các bạn có thể làm rất là nhiều thứ. Nó sẽ có sạc nhanh 65W qua cổng Type-C và viên pin thì là 42Wh. Cùng với màn hình Full HD 15 inch này thì nó dễ dàng cho mình một cái trải nghiệm là khoảng từ 6 cho tới 7 tiếng sử dụng liên tục với các tác vụ văn phòng như là lướt web, nghe nhạc, vân vân và vân vân. Nhưng mà tất nhiên là mình để độ sáng màn hình ở khoảng 50 cho tới 75% thôi, và cái hiệu năng của nó ở trong cài đặt của Windows ấy, thì mình để ở balance. Cho nên là cũng mình nghĩ đây là một cái gì đó tổng quan lại nó vừa phải trong những cái trải nghiệm Windows của mình. Ok, để tổng kết lại về chiếc Huawei MacBook D15 này. Lý do mình mượn nó về chắc chắn là mình muốn trải nghiệm lại xem Intel Gen 11 bây giờ so với Gen 12 nó như thế nào. Thì chắc chắn là nó thua kém rồi, đời cũ nó sẽ phải kém đời mới đúng không? Nhưng với tầm giá của chiếc laptop này, với những gì nó mang lại, ví dụ như là màn hình cỡ lớn này, ví dụ như là một cái bàn phím trackpad thao tác thoải mái này, một cái trọng lượng là khoảng 1,5 cân tương đối nhẹ nhàng cho một chiếc laptop, nó cũng full size và nó đầy đủ cổng kết nối như thế này, thì đâu đó những cái điểm yếu của con chip ấy lại được nhà sản xuất, ở đây là Huawei, họ mang nhiều cái yếu tố khác vào để tạo ra một cái combo, chính là cái chiếc laptop ở đây nó gọi là đáng tiền ở trong tầm giá. Còn tất nhiên nếu các bạn yêu cầu về hiệu năng, các bạn yêu cầu về hàm tính Excel hàng nghìn dòng không lag thì buộc là phải chọn Intel Gen 12 với những chiếc laptop nó đắt tiền hơn thôi. Ok, đó là suy nghĩ của mình, và các bạn nghĩ sao? Xin chào và hẹn gặp lại.